Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau đang lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, một lần nữa thổi bùng những lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ từ cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Rất khó để nói liệu điều này có xảy ra hay không và hậu quả của nó là gì. Nó phụ thuộc vào việc vụ nổ xảy ra như thế nào. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Quốc tế thuộc Duma Quốc gia Nga, ngày 5 tháng 7 nói rằng Ukraine có kế hoạch cho nổ tung nhà máy Zaporizhzhia trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Hội nghị diễn ra ở Lithuania vào ngày 11 và 12 tháng 7. Ông Slutsky nhận định trên ứng dụng Telegram rằng đây là lá bài cuối cùng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm lôi kéo phương Tây trực tiếp can dự vào xung đột. Ông Slutsky chỉ ra rằng những căng thẳng liên quan đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang gia tăng, bao gồm cả ở các thủ đô châu Âu. Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi công ty năng lượng Nga Rosatom cáo buộc Kiev lên kế hoạch tấn công nhà máy. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5 tháng 7 cũng lên tiếng cảnh báo về hành động có khả năng gây ra hậu quả thảm khốc của quân đội Ukraine đối với nhà máy điện Zaporizhzhia. Trả lời câu hỏi của một phóng viên, ông Peskov nói tình hình khá căng thẳng. Có mối đe dọa lớn về sự phá hoại của chính quyền Kiev mà hậu quả của việc này có thể rất thảm khốc. Ông cũng cho biết Điện Kremlin đang thực hiện mọi biện pháp để ứng phó mối đe dọa từ Ukraine. Đồng thời, ông Peskov cáo buộc rằng Ukraine đứng sau vụ phá hoại tại nhà máy thủy điện Kakhovka ở sông Dnipro thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson vào tháng trước. Theo các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc đang đóng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, họ vẫn chưa quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mìn hoặc chất nổ tại đây trong ngày 5 tháng 7. Tuy nhiên, họ cần được tiếp cận một số khu vực cụ thể để xác định chắc chắn. Theo Reuters, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng từng bác tin nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị gài chất nổ. Cụ thể, vào ngày 20 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế xác nhận không có chất nổ nào được tìm thấy tại bể làm mát của nhà máy Zaporizhzhia như Ukraine đã thông tin. Trước đó, vào ngày 4 tháng 7, Tổng thống Ukraine nói với ông Emmanuel Macron về những hành động khiêu khích nguy hiểm của Nga tại nhà máy Zaporizhzhia. Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết Nga đã đặt các vật thể giống chất nổ trên nóc một số tổ máy của nhà máy. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc của ông Zelensky. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm bên bờ sông Dnipro ngay ngoại ô Enerzhda, hiện trong sự kiểm soát của Moscow. Tổng công suất của 6 lò phản ứng tại đây là khoảng 6.000 MW. Về hậu quả của một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân, các chuyên gia cho rằng điều này sẽ gây ra các cuộc sơ tán trên diện rộng và tác động của rò rỉ phóng xạ có thể sẽ được cảm nhận trong nhiều năm tới. Những người tiếp xúc với lượng phóng xạ không quá lớn vẫn có thể bị ngộ độc bức xạ cấp tính. Điều này xảy ra trong vài ngày đến vài tuần, thậm chí đến vài tháng. Đối với những người tiếp xúc với mức độ phóng xạ thấp hơn, có những trường hợp có thể bị ung thư trong những năm tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.